Cuộc sống này ngày chưa chọn mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày kia buồn. Chúng tôi vừa nhận được tin buồn bào tỉ của nhà thơ Mỹ Nhung, thành viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ, cựu cư dân Wichita, Kansas, là bà Maria Phạm Thị Cúc, sinh năm 1946, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 10 phút ngày 12 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày mùng 5 tháng 7 năm Tân Sửu tại Cà Mau, Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi. Trước sự mất mát vô cùng lớn lao này, chúng tôi, một nhóm thân hữu tại Wichita, Kansas và các nơi, xin thành kính chia buồn cùng nhà thơ Mỹ Nhung và tang quyến, nguyện cầu hương linh bà Maria Phạm Thị Cúc sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Gia đình anh Hà Linh Bảo, gia đình anh Phan Xuân Ngọc, gia đình anh Phan Thanh Thỏa, gia đình Phạm Trương Nhi, gia đình Tâm Đông Phương, gia đình anh Nguyễn Ngọc Hoan, gia đình anh Nguyễn Tiến Khoa, gia đình anh Nguyễn Văn Gấm, gia đình anh Mai Xuân Nghĩa, gia đình anh Đoàn Tấn Dũng, gia đình anh Huỳnh Công Quân, gia đình Hoàng Lan, gia đình Quỳnh Chi, gia đình Quỳnh Vân, gia đình Bùi Đăng Thủy cùng vị Thủy Doãn Mai và Hương Thủy, thành kính chia buồn.